Chào các bác. Bác có biết đây là hoa gì không ạ? Đây, lá của nó đây. Lá này các bác ạ. Hoa đây, nụ này. Nụ đây. Đấy thì một chỗ của nó ra rất là nhiều hoa. Nó nở sẽ như này. Và nhìn như này. Nét này. Đấy. Thì đi. Đấy thì em không biết nó là cái hoa gì, nhưng mà nhà em trồng cây này ở cổng này, kia cái gốc luôn, gốc này đấy. Thì sắp sửa phải phá vào cái chỗ này đi, mà thấy cái gốc nó đẹp, chả biết tên là hoa gì, thì đào và trồng. Hôm nay thì cũng sáng nhưng rất bận, thì hôm nay có phiên chợ nhưng mà không ra, có quyết tâm không ra thì ra là rất là tốn kém. Đấy, ra là em sẽ mua, cố gắng này. Thôi đi đào cái gì hoặc xin cái gì thì dùng thôi các bác không biết hoa gì thì comment nhé. Lá đây đấy, còn gốc kia thì em quay kỹ rồi, xong rồi em đào các bác nhé. Nó rất là quái đấy, rất là quái đấy, nó phủ lên cái cổng em đây, cổng này nhá, cổng đó kín cả cái mái của cái cổng luôn đấy. Và cái lá đây rồi, bây giờ đi vào gốc đời các bạn ơi, gốc đời, các cái cành nó quằn quại đây, xong lên thành dây leo đây để ôm lên mái kia lấy hoa với lại lấy bóng mát. Đấy thì về thì người nhà chặt bỏ rồi thì mình tiếc, mình quất ngay lên chậu rồi. Đấy, của nhà mình nhá, chứ không phải đi ăn trộm đâu các bạn nhé, không xin xỏ ai cả nha. Bên này thật ra em cũng có ý định mà là cho lên chậu lâu rồi, nhưng mà tiếc cái mái này nó đang bóng mát. Đấy. Bây giờ nhân tiện công nuôi việc là vừa phá cái chỗ này thì vừa có cây để chơi, không mất tiền mua, cũng không đào của ai cả. Đấy thì giờ vừa nãy dọc đường về thì có thấy mấy cây ổi rất là to đẹp, nhưng mà nó làng khác, nó mọc có hoang dại ngoài đường thôi, nhưng mà làng khác đào được là vấn đề các bạn. Mà không phải cũng dạng dám nào đánh cho chết, mặc dù không phải cây của ai đâu. Giờ em đào để các bác xem nha, xem xong lên nó có ra gì không. Rồi đây các bạn, thân nó là thân dây leo rất là mềm thôi, to này mà cắt rất là mềm thôi, thì em nghĩ là nó dễ sống, cây này dễ sống, bởi vì xà cái cành như ra là góc thì là nó đã ra dễ rồi. Cây này chắc em đào không cần bầu các bác,
nghĩ là lưu địa sống mà nào có bầu thì mệt lắm. Em bật nó lên luôn, không còn đất tiếc. Ui. Chưa đâu rồi đâu mà mệt quá các bác. Này mà bảo đi đào cái ổi to này, làm bên này trống làm sao đấy. Ở kia, ở cái chỗ thấp thấp đi xuống kia, nó mọc chùm mà hết xuống dưới. Thank you.
Đây. 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 Mệt quá. Không rồi. Bật lên luôn. Không lấy đâu. Mệt lắm. Ấy. Đây đây. Tiếc quá. Tiếc quá, vội đứt mất cái kia. Xa xa đi. Chơi đã. Chưa à? Lấy cưa. Đấy, rất quái kiệt. Cười rất quái kiệt. Giờ hơi đây, cây này không biết trồng ở đâu đấy các bác. Đấy. Chỗ này mọc rễ bung tùm. Đứt một tay kìa. Nhấc vào trong làm bước nhá. Xem nhá. Khoảng. Đây các bác, bãi chiến trường này, lộc vừng này, mọc hoang dại rất nhiều này, cực kỳ rất nhiều hoa này.
Đây cây này. Lúc ở vườn. Không gặp anh cái gì đã. Cất cái điện thoại là nhặt mất. Đấy, gà quế này cây cối khó lắm. Đấy. Quá nè. Mới trồng ở đâu rồi? Trồng ở đâu? Cắt như nào đây? Đây là cắt đến đâu bây giờ? Đây là còn chợ mà. Suy nghĩ đấy. Chắc sẽ cắt vào cành này, cái cành giữa này, bỏ cái nhánh nằm đi. Tạm thời thế đấy thôi. Đấy. Đấy.
Không các bác, rất quái. Có hoa. Cảnh này tôi nghĩ là cá mà sống. Giờ kiếm cái chậu thật to, chậu to. Đây, thấy một cái chậu ngoài này. Trông ở chỗ này các bạn, trông cái hang to này, hang to này, hang to thì mới chứa được hai cái gốc và cái rễ mà nó chạy ở trên để cho đất rồi các bạn nhé. Thử ướm vào xem sao nhé. Đấy, cho vào cái này các bạn, rất to nhưng mà vẫn còn chỉ vừa khít cái đường kính của nó. Đấy thì em suy nghĩ rằng cái rễ kia có nên cắt đi không, cái rễ này này có nên cắt đi không, ngang bị chọc ở trên hoặc là bẻ gập xuống vậy, bẻ gập xuống. Đang muốn trồng cả chỗ này thì mới phải lấy cái chậu to như này các bạn, không đó thì không có thì làm cây thác đổ, cắt hết những cái kia, làm cây thác đổ buông xuống thì cắt hết những cái kia. Đấy, nhưng mà như thế thì cây nó sẽ mất độ quái, mất độ quái thì là một cái thác đổ đôn ở đấy buông cái chùm này xuống chơi hoa, thế cũng rất hay, rất hay, rất hay. Đấy, có khi là nên như thế các bác nhỉ, đầu về đấy. Như thế thì tương lai sẽ dễ chơi hơn, dễ chơi hơn, dễ chơi hơn. Thì sẽ kiếm một cái chậu thác đổ, thác đổ. Để em sẽ đi kiếm một cái chậu khác thử để lên xem như nào anh. Bác xem mà như này được không nha. Tính là nếu mà cắt cái chỗ này đi, cắt cái mớ này đi thì là một cái cây, tất nhiên nó không phải cái chậu này nhưng mà sau anh sẽ thay trồng một cái đôn cao, trồng một cái đôn cao đây để cho nó vòng xuống thành thác đổ đây. Đấy, thế thì cái này sẽ cắt đi, đấy là phương án thứ nhất là chơi cây thác đổ như này. Đấy, chùm xuống đây, buông đây và co hoa. Cái phương án thứ hai nghĩ đến là trồng nguyên như này, gốc nó sẽ ở trên này, trồng nguyên bằng hai cái chậu luôn. Chậu này sẽ trồng trên cái chậu này, chậu này sẽ đất khô gốc, chậu này sẽ cái hang dài này, hang to này sẽ nuôi cái cành kia. Đấy, như thế thì là cồng cành cũng rất hay. Đấy, cách thứ ba là không dùng cái này, không dùng cái chậu nhỏ này nữa thì như lúc đầu. Thì để suy nghĩ là các bác góp ý kiến thì chắc em sẽ trồng luôn cái thử cái phương án là cả hai cái chậu như này luôn xem như nào nhé. Khó một cái chỗ là mình không có cái chậu nào nó lựa cái thế cây này, mình mua thì không có mà mình sẵn dùng đồ có sẵn. Đấy, rất khó. Mà cắt cái rễ kia đi, cắt cái rễ kia đi thì em không muốn, chưa muốn cắt vội. Đấy mà để này thì khó trồng, rất khó trồng. Cứ thử xem nào.
bớt đi nhé. Đấy. Cái ụ này sẽ nổi lên một tí. Thôi, cho đất vào rồi. Đấy, tốn nhiều đất phết đấy các bạn.
sắp ngất các bác. Trong lúc em nghỉ ngơi bác suy nghĩ lại tí nhé, em cách nào góp ý đến sau làm tiếp. Cây này là rất ưng các bác. Đấy, lấy gạch lấy đá để bò cái chỗ kia lại không có sức mà đào đất hết cả cái chậu này, rất là nhiều đất này.
Đây. Lấy nước tưới các bác nhá. Rồi. Tạm ổn. Cứ bảo các bác cứ bảo là ông này ông trồng ẩu thế nhưng mà không có sức được bác. Thế là quá cố rồi. Ông này cây này là dễ sống đấy. Em tin chắc là nó sống đấy. Đấy thì vừa mới giật nốt cái cành này để vào dâm vào đây. Để sau này chặt đi thì lấy đâu cái cây này nè. Sau này nó mọc có khi nó quái hơn cái kia. Đấy. Có thể rất có thể làm chứ. Vì cứ vùi ra là ra dễ mà. Đấy thì nó lại có cây hoa ấy, chứ không phải là cái cây hoang dại. Nó là cây dại thì tôi là gọi là cây dại, chưa chả biết tên là gì. Mà gọi là nó là cây hoa dại. Đấy thì nếu đổ nước xong tôi sẽ phủ bạt lên. Cho nó vào ra mầm ra với trống gà. Nhà nhiều gà rất là kinh, các bác nhìn thấy bới móc, sợ lắm. Cây có khỏe mấy cũng chết. Đấy thì giờ tôi sẽ tưới nước rồi quay một vòng cho bác xem lại cây này nhá. Vừa mới dùng miệng phun một tí mà sợ các bác kinh là thôi không phun nữa. Các bác xem nha, quái kiệt nha, bệ rễ ở dưới rất là ghê gớm. Sau này tính tiếp sống đã. Đấy. Vòng một cái đường lên, vòng xuống một chùm vặn góc lên. Hoa sức sống rất mãnh liệt. Nhánh này là nhánh riêng thôi nhá, dâm vào đấy thôi. Đấy. Sau này cây làm cái thác đổ rất tương lai. Cây quái này thì cây chắc là cũng hay nhưng mà rất được cồng kềnh, nhiều khi không có nhiều lựa chọn. Đấy thì vẫn nguyên cơ bản giữ nguyên các ý tưởng để các bác góp ý cho em thêm nhé. À, xem là động lực sẽ như nào để làm tiếp. Cây này rất triển vọng, rất ưng ấy. Ngay tại nhà mình mà hôm nay mới làm được. À, đặt rồi. Mát gốc. Đấy. Bây giờ em phủ cái này này, phủ cái bạt lên, kín mít. Thôi, cái cuộc đoạn này chắc không quay. Xin cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác nhá, mệt quá này. Nghỉ thôi.